Chiếc áo đẹp. Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Một chú thỏ bước ra, tay cầm lá cọ che thân. Bỗng cơn gió bay vèo, kéo theo tấm lá của thỏ xuống nước. Rét quá, thỏ co ro, thầm nghĩ trong bụng. Giá như mình có một chiếc áo thì hay biết mấy. Vừa lúc đó nhím đi tới, thỏ mừng quá nói. Bạn nhím ơi, trời rét quá mà tôi thì không có áo mặc. Bạn giúp tôi may một chiếc áo nhé. Nhím gật đầu ngay. Tôi sẵn lòng, kim thì tôi nhiều lắm, bạn xem này. Nói xong, nhím rút một chiếc lông nhọn trên mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nhím nói. Kim thì có rồi, nhưng phải có chỉ thì mới may được áo chứ. Chúng mình đi tìm bạn nào có chỉ đi. Cả hai đi một lúc, đến một bãi nương dâu. Trên lá dâu là chị Tâm, đang ra sức nhả tơ làm kén. Thỏ và nhím cùng nói. Chị Tâm ơi, giá chị giúp chúng tôi ít tơ, làm chỉ may áo, thì tốt biết mấy. Chị Tâm thả mình xuống, đưa cuộn tơ cho thỏ và nhím một cách vui vẻ. Có chỉ, có kim, nhưng chưa có người cắt vải, vẫn chưa may được áo. Chúng ta phải đi tìm người cắt vải đó. Đi một quãng, họ lại gặp một anh bọ ngựa, đang vung kiếm cắt lá. Quả thật, đúng là một tài cắt cừ khôi rồi. Bọ ngựa vung kiếm lên, cắt ào ào. Mọi người ngạc nhiên nói, phải cắt theo kích thước chứ, cắt bừa sẽ hỏng hết vải. Bọ ngựa vung vằng, đã bảo mà, tôi có quen giúp ai đâu. Nói rồi, bọ ngựa giận dỗi bỏ đi. Thấy vậy, nhím liền nói, chúng ta phải đi tìm người vạch giỏi nữa. Đang đi thì họ gặp một anh ốc sên đang bò chậm chạp ven đường. Thỏ mừng quá reo lên. À đây rồi, ta đã có người vạch giỏi rồi. Rồi cuối cùng, chiếc áo đã hoàn thành. Thỏ vui mừng khoác lên mình chiếc áo đẹp đầy nghĩa tình của bạn bè. Trong rừng, gió bấc vẫn vi vu thổi. Lá vàng vẫn rơi rơi. Nhưng các bạn vẫn cùng nhau nắm tay nhảy múa, hát ca tưng bừng. Chúng không còn lo thỏ bị rét nữa. Thế là một xưởng may quần áo toàn thợ lành nghề ra mắt. Khách hàng tấp nập đến xưởng. Trong xưởng may đó,
ai nấy đều cùng làm việc, rất vui vẻ, chan hòa tình yêu thương. Ý nghĩa, câu chuyện chiếc áo đẹp không chỉ đơn thuần nói về chiếc áo, mà qua câu chuyện đó, chúng ta còn thấy thấm thía những tình cảm bạn bè đẹp đẽ. Câu đố, bạn hiểu về câu chuyện được bao nhiêu phần? Bạn có muốn thử tài trí nhớ của mình không? Hãy tham gia phần đố vui của câu chuyện bạn nha. Câu 1, khi gió bất thổi qua rừng, họ đã ước điều gì? A. Ước có một chiếc áo ấm. B. Ước có một đôi giày. C. Ước có một chiếc nón. Khi mùa đông tới, gió bất thổi dữ dội, thì lúc đó cần nhất là giữ cho cơ thể ấm áp. Bạn biết họ ước điều gì không? Một đôi giày, một chiếc nón hay chiếc áo ấm? Ai đã chọn đáp án A thì xin chúc mừng nha. Họ đã ước có một chiếc áo ấm. Câu 2, đố bạn, ai là người cho thỏ mượn cây kim để may áo? A. Nhím. B. Tầm. C. Ốc sên. Câu này sao mà dễ quá ta? Nhím, tầm và ốc sên thì chỉ có một con là có những chiếc lông giống như cây kim thôi. Đó là nhím đấy bạn ạ. À, vậy thì đương nhiên ta phải chọn đáp án A rồi. Câu 3, ai là người giúp thỏ có chỉ để may áo? A. Nhím. B. Tầm. C. Ốc sên. Bạn cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé. Nhím thì không thể cho thỏ chỉ được, vì nhím đã cho thỏ mượn kim khâu. Ốc sên cũng vậy. Vậy thì còn ai ta? Xin thưa rằng đó là tầm. Như vậy chọn đáp án B là đúng rồi bạn ơi. Câu 4, cuối cùng chiếc áo mới của thỏ có được hoàn thành không bạn? A. Có. B. Không. Sự giúp đỡ nhiệt tình của những người bạn chân thành thì công việc khó khăn đến mấy cũng có thể qua thôi. Nếu bạn chọn đáp án A thì Misa chúc mừng bạn. Các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc áo đẹp không chỉ kể về chiếc áo mà còn kể về một câu chuyện tình bạn đẹp. Misa mong rằng các bạn nhỏ đáng yêu đều có những người bạn tốt nhất và chân thành nhất nha. Là chú bồ cát. Tu hú là chú bồ cát. Bồ cát là bác chim ri. Chim ri là dì sáu sậu. Sáu sậu là cậu sáu đen. Sáu đen là em tu hú.